Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chống quan chức suy thoái và nguy cơ quyền lực tuyệt đối. Mọi quyền lực đều có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Câu nói của sử gia Lord Acton từ thế kỷ thứ 19 đến nay vẫn hoàn toàn chính xác, nhất là đối với các thể chế độc tài cộng sản. Lord Acton cho rằng những kẻ độc tài ban đầu vẫn có bản chất tốt, tuy nhiên chính bởi vì quyền lực không bị kiểm soát dẫn đến sự độc đoán chuyên quyền và tha hóa đạo đức. Ở Việt Nam, tình hình suy thoái về tư tưởng và đạo đức của các quan chức chế độ hết sức nghiêm trọng, đến mức khiến cho việc theo đuổi tập trung quyền lực để ngăn chặn đẩy lùi đang diễn ra nguy cơ tuyệt đối hóa quyền lực của Đảng. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021, các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tụ họp về Hà Nội dự Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa 13 để tiếp tục nâng cấp các nghị quyết củng cố Đảng nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ và đảng viên đang diễn ra khắp nơi trong cả nước. Đây là hình ảnh vào hôm 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu và còn rất nhiều tội khác. Sự suy thoái này là quá trình thay đổi phức tạp, chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố. Nhìn bên ngoài được biểu hiện có hành vi cá nhân, các quan chức, nhưng thực chất là sự tha hóa quyền lực khi thiếu cơ chế kiểm soát phù hợp với thực tế đang diễn ra. Đặc điểm của sự tha hóa được nhà báo Huy Đức, tác giả của cuốn Bên thắng cuộc, mô tả trên trang Facebook cá nhân của mình với 3 thế hệ. Quá trình này được trải dài qua 3 thế hệ lãnh đạo và trở nên ngày càng nghiêm trọng khi kinh tế chuyển đổi sang thị trường. 3 thế hệ đó là thế hệ các bậc công thần khai chế độ, thế hệ được lựa chọn kế tục sự nghiệp và thế hệ thứ 3 bao trùm quá trình hơn 1/3 thế kỷ chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Theo đó, thế hệ thứ nhất đã bị quăng quật bởi các biến cố lịch sử cách mạng, nhưng tham vọng của họ không tuồn mồn như vàng bạc hay chức tước cho vợ con. Họ biết chuẩn bị một thế hệ kế tục con đường của mình. Thế hệ thứ hai là kế tục sự nghiệp, có nguồn gốc trí thức cầm quyền khi mô hình Liên Xô sụp đổ, cố tự giải phóng khỏi sự cầm tù giáo điều, nghiêng về kỹ trị hơn là chính trị, không hẳn liêm khiết nhưng khí chất kẻ sĩ vẫn giúp họ đặt khát vọng quốc gia, dân tộc cao hơn lợi ích cá nhân. Đây là hình ảnh một số người cho rằng Thủ tướng Phan Văn Khải là một nhà kỹ trị. Thời ông làm Thủ tướng đã khai sinh ra luật doanh nghiệp và đơn giản hóa các quy trình đăng ký kinh doanh, tạo tiền đề cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp xuất hiện trong nền kinh tế của Việt Nam hiện nay. Thế hệ thứ ba là cầm quyền vào thời điểm quyền lực còn rất có màu mè. Với hai nhiệm kỳ gần nhau nằm trong tay của ông nguyên Thủ tướng Dũng, đó là những người tôn thờ tiền bạc nhất, lại rất giỏi nói những lời có cánh về định hướng, về những người có khí chất, còn có chút lòng với đất nước đã bị đẩy vào nhóm thiểu số trong nhóm này. Thế hệ này không chỉ tự tha hóa của mình về mặt con người mà làm vô hiệu các nỗ lực cải cách thể chế của những người tiền nhiệm. Và để tránh sự sụp đổ của chế độ, Đảng đã tập trung hóa quyền lực thông qua một cuộc chiến phức tạp liên tục, không có điểm dừng, khốc liệt, không có vùng cấm, quyết liệt bằng mọi giá để hy vọng làm trong sạch nội bộ của Đảng, vốn đang rối ren. Cuộc chiến này rất phức tạp vì là ta đánh ta, đã kéo dài khoảng 10 năm, được Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành từ cuối năm 2011 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 11. Theo đó, với nghị quyết, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã được ban hành. Việc thực hiện nghị quyết này đã không suôn sẻ với trường hợp không thể kỷ luật được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11. Và lỗi hệ thống đã bộc lộ khi Bộ Chính trị đề xuất kỷ luật ông Dũng về trách nhiệm cá nhân, quản lý yếu kém nền kinh tế, đã không nhận được sự đồng thuận của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tương quan quyền lực trong Ban chấp hành Trung ương đã nghiêng về phe chính phủ. Đây là hình ảnh các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay. Đây là lý do dẫn đến việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do ông Tổng Bí thư làm trưởng ban, đồng thời tái lập Ban Nội chính Trung ương làm cơ quan thường trực. Những thay đổi về quy định về ứng cử, kỷ luật của Đảng đã giúp cho ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm ông Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 2, nhưng trường hợp đặc biệt tại Đại hội tháng 12 năm 2016 mặc dù đã quá giới hạn tuổi. Tuy nhiên, dàn lãnh đạo của nhiệm kỳ 12 này thực ra vẫn là kết quả của sự phân chia quyền lực theo đồng thuận của lãnh đạo khóa trước, nghĩa là vẫn còn lãnh đạo từng suy thoái nhưng chưa bị lộ. Đây là lý do để Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tiếp tục ra nghị quyết Trung ương thứ 4 năm 2016 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của Đảng. Cuộc chiến chống tham nhũng trở nên khốc liệt hơn, không có vùng cấm, nhiều quy định của Đảng được sửa hoặc ban hành hướng đến tập trung quyền lực cao hơn cho Bộ Chính trị và người đứng đầu của bộ này. Mới đây, vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ban hành quyết định bổ sung chức năng nhiệm vụ phòng chống tiêu cực cho Ban chỉ đạo. Các cơ quan nội chính như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính, Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Kiểm toán, v.v. được huy động cho công tác này. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, tác giả của cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên đã bị đi tù vì nhận hối lộ và tham nhũng. Trong 5 năm 2016 đến 2021, thực hiện nghị quyết 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, thì đã có 87.210 đảng viên và 1.329 tổ chức đảng đã bị thi hành kỷ luật, trong đó có 2.209 người vì lý do tham nhũng, bao gồm 113 lãnh đạo, kể cả 4 ủy viên Bộ Chính trị do Trung ương quản lý, và hơn 25.000 người bị kỷ luật vì suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, v.v. Như vậy, con số này chỉ là một phần nổi của Đảng băng chìm, thực tế còn rất nhiều hơn nữa. Đại hội 13 vào đầu năm 2021 được cho là thành công. Thêm một lần nữa, ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách lại là trường hợp đặc biệt để vượt qua quy định giới hạn 2 nhiệm kỳ để giữ chức Tổng Bí thư, mặc dù điều lệ Đảng chỉ ghi có 2 nhiệm kỳ mà thôi. Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 vào ngày 4 tháng 10 năm 2021, ông đã nhận định rằng mặc dù có chuyển biến về tình trạng suy thoái vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Tiếp tục theo đuổi quyền lực để quyết liệt phòng chống các quan chức suy thoái dường như đang gây ra xu hướng tuyệt đối hóa quyền lực của Đảng. Vì vậy, nó đang ẩn chứa nguy cơ tha hóa. Lord Acton, nhà sử học người Anh từng viết, những người bị tha hóa bởi quá trình cai trị đồng loại của họ không phải là xấu xa, bẩm sinh. Họ bắt đầu như những người đàn ông trung thực. Động cơ của ông ta khi muốn chỉ đạo hành động của người khác và có thể hoàn toàn là yêu nước và vị tha, có thể chỉ là điều ước làm điều tốt cho người dân, kể cả việc ông ta ban hành hay bãi bỏ các quy tắc hay hoạt động nào đó đều hướng tới mục đích buộc tất cả những người khác phải tuân theo ý tưởng về những gì được cho là tốt đối với họ. Đây là hình ảnh ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã bị đề nghị kỷ luật với biệt danh là Đồng chí X trong một phiên họp của Bộ Chính trị. Sau đó, ông Dũng đã bị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ngoài ra, nếu có quyền lực tuyệt đối, nghĩa là ông ta có thể toàn quyền hành động trong một phạm vi lãnh thổ, không bị hạn chế bởi sự giám sát hoặc kiểm tra, và nếu nắm quyền lực đủ lâu thì ông ta dễ ngộ nhận rằng quyền lực và trí tuệ là cùng một thứ. Ông ta có sức mạnh, nghĩa là anh minh. Đó là lúc ông ta bắt đầu mất khả năng phân biệt đâu là đúng về mặt đạo đức và đâu là đúng về mặt chính trị. Hơn thế, quyền lực còn thổi phồng bản ngã, tạo ảo tưởng nó có sức mạnh không giới hạn, từ đó có thể dẫn đến hành động sai lầm như áp đặt ý chí lên người khác một cách độc đoán, hủy hoại quyền con người. Mọi quyền lực đều có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Câu nói này của Lord Acton đã trở nên nổi tiếng để cảnh báo và ngăn ngừa nguy cơ đó. Và xu hướng tuyệt đối hóa quyền lực liệu có cản trở cải cách đến đâu và như thế nào vẫn là một câu hỏi đang bỏ ngỏ. Nhà báo Huy Đức cũng mong muốn có một thể chế dân tin để kiểm soát những kẻ tha hóa thay vì chỉ sợ một người. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp nên cần tiếp tục thảo luận. Và Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, khi họ vẫn đang cương quyết dẫn người dân lên định hướng chủ nghĩa xã hội một cách mù quáng, thì dường như sự thay đổi trong Đảng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.Đ ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021 với bản tin Chống quan chức suy thoái và nguy cơ quyền lực tuyệt đối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.Đ.